Giáo sư Ngô Bảo Châu nói gì về thông tin làm việc cho Viện Toán của Trung Quốc? Nhạt đàm phán Mỹ, thỏa thuận hạt nhân Iran khó có thể xảy ra nếu không trả tự do cho các tù nhân Hoa Kỳ. Mạng xã hội Trung Quốc bị nghi chặn tài khoản của Thủ tướng Australia. Mỹ yêu cầu gia đình các nhà ngoại giao rời Ukraine. Lãnh đạo đối lập Venezuela kêu gọi biểu tình vào tháng 2. Tướng Mỹ về hưu, Hoa Kỳ có thể giúp Đài Loan tự vệ thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế. Người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và Kazakhstan ở Trung Quốc bị lấy mẫu nghiên cứu DNA mà không có sự đồng thuận. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Tiếp theo là nội dung chi tiết của mục tin tổng hợp tối ngày 24 tháng 1 của DKN TV. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước Thưa quý vị, giáo sư Ngô Bảo Châu mới đây đã chia sẻ với truyền thông trong nước xung quanh những thông tin trên mạng xã hội gần đây nói ông gia nhập Viện Toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc lấy tên tiếng Trung là Hu Bà Trư và chức danh của ông là giáo sư chủ nhiệm thuộc biên chế chính thức của viện Ông Châu cho biết ông có nhận lời làm giáo sư thỉnh giảng cho Học viện Cáp Nhĩ Tân giống như việc ông đi thỉnh giảng ở nhiều nơi khác trên thế giới về thông tin cho rằng giáo sư Ngô Bảo Châu thuộc biên chế của trường Cáp Nhĩ Tân, ông khẳng định ông không có trong biên chế ở trường đại học nào ở Trung Quốc. Theo tìm hiểu của tuổi trẻ vào năm 2019, đã xuất hiện nhiều hình ảnh và bài báo tại Trung Quốc, cho thấy giáo sư Ngô Bảo Châu được chào đón đến giảng dạy tại Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc. Lúc đó, truyền thông Trung Quốc cũng đưa thông tin về vụ việc này. Báo China News chạy dòng tít, Nhà toán học nổi tiếng thế giới Ngô Bảo Châu được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân. Nhật báo Hắc Long Giang cũng viết, gần đây giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà toán học nổi tiếng thế giới và từng đoạt Huy chương Fields đã nhận thư bổ nhiệm từ ông Chu Ngọc, hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân và chính thức trở thành giáo sư thỉnh giảng của đại học. Ông Ngô Bảo Châu sẽ giúp tỉnh Hắc Long Giang và Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân phát triển các hướng nghiên cứu mới về toán học đồng thời giúp xây dựng trung tâm nghiên cứu toán học mang đẳng cấp quốc tế. Một nhà khoa học trong nước cho biết, đây là hoạt động trao đổi nghiên cứu khoa học bình thường. Trong thời gian gần đây, sự phát triển của khoa học trong nước và hội nhập quốc tế, ngày càng nhiều các nhà khoa học trong nước cũng được mời đến làm việc ngắn hạn tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở nước ngoài. Đặc biệt là với một nhà toán học nổi tiếng thế giới như giáo sư Ngô Bảo Châu thì bất cứ một trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới nào cũng đều mong muốn được mời giáo sư đến thỉnh giảng. Vào năm 2020, giáo sư Ngô Bảo Châu cũng được mời là giáo sư của Collège de France, Cộng hòa Pháp. Đây là vị trí có tính vinh danh, còn công việc của ông vẫn là giáo sư ở Đại học Chicago của Hoa Kỳ. Tại Collège de France, giáo sư Ngô Bảo Châu chỉ đến làm việc và giảng bài một vài tháng trong năm. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Hãng tin Reuters hôm thứ Hai dẫn lời nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Mỹ cho biết, Mỹ khó có thể đạt được thỏa thuận với Iran để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, trừ khi Iran thả 4 công dân Mỹ mà Washington nói là Iran đang bắt giữ con tin. Đặc phái viên Hoa Kỳ về Iran, Robert Malley lặp lại quan điểm lâu nay của Hoa Kỳ rằng vấn đề 4 người bị giam giữ ở Iran tách biệt với các cuộc đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, ông đã tiến gần hơn một bước khi nói rằng việc thả họ là điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận hạt nhân trong cuộc phỏng vấn với hãng tin reuters ông mali cho biết chúng riêng biệt và chúng tôi đang theo đuổi cả hai nhưng tôi sẽ nói rằng chúng tôi rất khó tưởng tượng việc này quay trở lại thỏa thuận hạt nhân trong khi bốn người mỹ vô tội đang bị iran bắt làm con tin vì vậy ngay cả khi chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp với iran về hồ sơ hạt nhân mà chúng tôi đang tiến hành một lần nữa một cách gián tiếp các cuộc thảo luận với họ để bảo đảm việc thả các con tin của chúng tôi ông nói tại viên Nơi các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc đưa Washington và Tehran trở lại tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận. Trong những năm gần đây, lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran đã bắt giữ hàng chục người mang hai quốc tịch và người nước ngoài, hầu hết với tội danh gián điệp và liên quan đến an ninh. Các nhóm nhân quyền đã cáo buộc Iran bắt tù nhân để đạt được đòn bẩy ngoại giao, trong khi các cường quốc phương Tây từ lâu đã yêu cầu Iran trả tự do cho các công dân của họ. Iran phủ nhận việc giữ người vì lý do chính trị. Mạng xã hội Trung Quốc bị nghi chặn tài khoản của Thủ tướng Australia. Thưa quý vị và các bạn, đảng tự do của tướng Úc Scott Morrison đã mất quyền truy cập vào tài khoản mạng xã hội WeChat chính thức của ông vài tháng trước. Các chính trị gia cho biết hôm thứ hai, trong khi tài khoản này vẫn đang hoạt động do một người kiểm soát mới của Trung Quốc điều hành, thúc đẩy cuộc sống của người Trung Quốc ở Úc. Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc ngày càng gia tăng, hai đảng chính trị lớn của Úc đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội thuộc sở hữu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent Holdings để giao tiếp với cử tri Úc gốc Hoa tại các khu vực bầu cử đấu tranh chặt chẽ kể từ năm 2019. Cuộc bầu cử quốc gia của Úc sẽ diễn ra vào tháng 5. Chính phủ sẽ phải sử dụng tài khoản Morrison để quảng bá các chính sách của mình trong các lễ kỷ niệm mừng năm mới của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. Văn phòng Thủ tướng đã đưa ra nhiều yêu cầu không có kết quả đối với WeChat để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản. Gần đây nhất là vào ngày 10 tháng 1, một người có kiến thức về vấn đề này cho biết và từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Cả đảng tự do và đảng lao động đối lập chính đều thiết lập tài khoản WeChat chính thức cho các nhà lãnh đạo của họ thông qua các cơ quan thuê ngoài. Tài khoản Scott Morrison được đăng ký vào năm 2019 bằng tên của một công dân Trung Quốc ở Trung Quốc đại lục là nhà điều hành tài khoản, theo như hồ sơ WeChat và một nguồn tin chính phủ đã xác nhận. Với bức ảnh của ông Morrison, tài khoản ban đầu quảng bá những thông báo lớn như về nền kinh tế hoặc đại dịch COVID-19. Những thông tin đó được dịch sang tiếng Trung Quốc. Nhưng vào tháng 1, tài khoản này được đổi tên thành Australia China New Life và họ biết họ sẽ cung cấp thông tin như vậy về cuộc sống ở Australia. Theo Reuters, Việc đăng ký tài khoản hiện được liên kết với công ty công nghệ Futro 985 ở tỉnh Phúc Kiến. Thượng nghị sĩ tự do James Patterson, chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ về tình báo và an ninh của Quốc hội, nói với truyền thông rằng vụ việc là một ví dụ về kiểm duyệt và can thiệp từ nước ngoài. Ông cho biết trên đài phát thanh Australia hôm thứ hai rằng có 1,2 triệu người Úc gốc Trung Quốc sử dụng dịch vụ này một cách áp đảo và giờ đây không còn có thể truy cập tin tức và thông tin từ thủ tướng của họ nữa. Fergus Ryan, nhà phân tích cấp cao của Viện Chính sách Chiến lược Úc cho biết, việc đăng ký tài khoản WeChat của Thủ tướng dưới tên một công dân Trung Quốc là luôn luôn rủi ro và thiếu sáng suốt, đồng thời dường như vi phạm các quy tắc của WeChat. Vào tháng 12 năm 2020, tài khoản WeChat của Scott Morrison tạm thời bị chặn trong bối cảnh tranh chấp chính trị giữa Canberra và Bắc Kinh về hình ảnh một người lính Úc ở Afghanistan. Mỹ yêu cầu gia đình các nhà ngoại giao rời Ukraine Thưa quý vị, hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo họ ra lệnh cho các thành viên gia đình các nhà ngoại giao rời Ukraine khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cân bằng các lựa chọn tăng cường tài sản quân sự của Hoa Kỳ ở Đông Âu để chống lại sự gia tăng của quân đội Nga. Mệnh lệnh cho phép các nhà ngoại giao đóng tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kiev của Ukraine tự nguyện rời đi. Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho các quan chức Mỹ đang chuẩn bị ứng phó cho một động thái gây hấn của Nga trong khu vực. Hành động quân sự của Nga có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một thông báo. Các quan chức sẽ không thể sơ tán công dân Mỹ trong trường hợp bất ngờ như vậy. Vì vậy, các công dân Mỹ hiện đang có mặt tại Ukraine nên chuẩn bị kế hoạch phù hợp. Căng thẳng ở Ukraine đã gia tăng trong nhiều tháng, sau khi Điện Kremlin tập trung khoảng 100.000 quân gần biên giới Ukraine. Một sự tích lũy đáng kể mà phương Tây cho rằng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến nhằm ngăn chặn Ukraine gia nhập Liên minh An ninh phương Tây NATO. Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận kế hoạch xâm lược, nhưng quân đội Nga đã xé nát một phần lãnh thổ Ukraine khi chiếm Crimea và hậu thuẫn cho lực lượng ly khai nắm quyền kiểm soát, phần lớn biển đông Ukraine cách đây 8 năm. Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra một ngày sau khi các nhà chức trách Anh cho biết họ có thông tin chính phủ Nga đang xem xét một cựu nghị sĩ Ukraine là ứng viên tiềm năng để đứng đầu một ban lãnh đạo thân Nga ở Kiev. Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ cáo buộc của Anh là thông tin sai lệch, đồng thời cáo buộc NATO leo thang căng thẳng về Ukraine. New York Times cho biết, Biden đang cân nhắc kế hoạch gửi 1.000 đến 5.000 quân đến các nước Đông Âu với khả năng tăng quân số nếu căng thẳng bùng phát hơn nữa. Một quan chức chính quyền cấp cao từ chối xác nhận các con số vào Chủ nhật, nhưng cho biết, chúng tôi đang phát triển các kế hoạch và chúng tôi đang tham khảo ý kiến của các đồng minh để xác định các lựa chọn trong tương lai. Hoa Kỳ đã gửi hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn không gửi quân nhân Mỹ. Lãnh đạo đối lập Venezuela kêu gọi biểu tình vào tháng 2 Lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido hôm Chủ nhật đã kêu gọi người dân Venezuela xuống đường vào ngày 12 tháng 2 trong các cuộc tuần hành ôn hòa chống lại Tổng thống Nicolas Maduro. Lời kêu gọi của ông Guaido đưa ra trong bối cảnh phe đối lập đang chia rẽ. Phe đối lập coi cuộc tái đắc cử năm 2018 của ông Maduro là gian lận và trước đây đã tổ chức các cuộc tuần hành lớn chống lại chính phủ Maduro. Mặc dù phe đối lập đã bị đánh bại rộng rãi trong các cuộc bầu cử khu vực vào cuối năm ngoái, nhưng phe này đã giành được chiến thắng trong cuộc tái tranh cử thống đốc ở bang Barinas, nơi có truyền thống do đảng cầm quyền thống trị. Trong sự kiện, ông Guaido kêu gọi các đảng đối lập phải đoàn kết càng sớm càng tốt khi đối mặt với cuộc tranh cử tổng thống hiện đang được lên kế hoạch vào năm 2024. Hàng chục quốc gia phương Tây ban đầu ủng hộ ông Guaido làm lãnh đạo Venezuela, nhưng kể từ cuộc bầu cử lập pháp năm 2021, một số quốc gia và liên minh châu Âu chỉ ủng hộ ông với tư cách là nhân vật đối lập hàng đầu. Tướng Mỹ về hưu, Hoa Kỳ có thể giúp Đài Loan tự vệ thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế. Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu James Stavridis trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với báo Le Journal du Dimanche của Pháp vào ngày 22 tháng 1 rằng, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm lược Đài Loan, Hoa Kỳ sẽ đáp trả bằng các lệnh trừng phạt kinh tế và cung cấp cho Đài Loan những gì họ cần để tự vệ. Ông cũng kêu gọi về phương Tây đoàn kết chống lại sự chuyên chế của Trung Quốc và Nga. James Stavridis, cựu tư lệnh tối cao của các lực lượng đồng minh châu Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, từ lâu đã lo ngại về vấn đề eo biển Đài Loan. Ông phân tích rằng nên áp dụng một chiến lược hai mặt chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là cố gắng tìm ra điểm chung trước khi mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc xấu đi đến mức không thể rút lui. Đồng thời, đừng ngại đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc khi nó vi phạm nhân quyền hoặc xâm lược Đài Loan bằng vũ lực. Khi được hỏi liệu Mỹ và Trung Quốc có gây chiến trên quy mô lớn đối với Đài Loan hay không, Starbreeze cho biết làn danh đỏ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc là tuyên bố độc lập chính thức của Đài Loan. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Vì vậy, nguy hiểm là có nhưng sẽ không có kịch bản đổ bộ của Mỹ tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng tình hình eo biển đài loan hiện đang không mấy lạc quan chỉ cần một tính toán sai lầm nhỏ về mặt ngoại giao hoặc quân sự của hai bên có thể dẫn đến sự mất kiểm soát ông tin rằng nếu đảng cộng sản trung quốc vượt qua ranh giới đỏ và xâm lược đài loan hoa kỳ sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và cung cấp cho chính phủ đài loan các nguồn lực cần thiết để tự vệ chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc các nguồn lực kiểm soát mạng Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng sẽ tiến hành tình báo và hỗ trợ huấn luyện quân sự cho Đài Loan. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có bỏ quên các đồng minh châu Âu của mình trong cuộc đối thoại an ninh bộ tứ giữa Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản hay không, ông Stavridis đã cho biết, những gì chúng tôi muốn là một mặt trận thống nhất về các nền dân chủ để đấu tranh chống lại các vi phạm nhân quyền hay phát triển một quân đội nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ một Trung Quốc không thuộc lãnh thổ của họ. Về cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, ông Stavridis nói rằng, những gì Nga đã làm với Ukraine tương tự như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm với Đài Loan. Bởi vì cả Nga và Trung Quốc đều tin rằng Ukraine và Đài Loan là một tỉnh đã ly khai. Mọi cường quốc độc tài đều tìm cách kiểm soát lãnh thổ của mình bằng vũ lực và sự phản đối của các nước phương Tây được Moscow và Bắc Kinh coi là làn danh đỏ. Stavridis cho rằng có 60% khả năng Nga sẽ xâm lược Ukraine nhưng có thể không tấn công trực tiếp vào thủ đô Kiev mà tiến hành các hoạt động quân sự ở phía đông nam và thôn tính các vùng của Ukraine. Người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và Kazakhstan ở Trung Quốc bị lấy mẫu nghiên cứu DNA mà không có sự đồng thuận. Thưa quý vị, một tạp chí khoa học có uy tín đã rút lại một nghiên cứu thu thập mẫu DNA của người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và Kazakhstan mà không có sự đồng ý rõ ràng. Theo tin từ The Epoch Times, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng đàn áp các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng và Tân Cương, thuộc vùng Tây Bắc của Trung Quốc. Tạp chí Human Genetics đã xuất bản một thông báo rút lại bài báo vào đầu tháng riêng, nói rằng các tác giả không thể xác minh xem liệu tất cả những người tham gia nghiên cứu có nhận được sự đồng ý thích hợp hay không. Nghiên cứu nhằm xem xét lại toàn cảnh di chuyển nam của Trung Quốc dựa trên gần 38.000 mẫu DNA về sự biến đổi nhiễm sắc thể y trong các cộng đồng dân tộc Trung Quốc nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu di truyền từ người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và Kazakhstan. Nó được xuất bản trên tạp chí Human Genetics vào năm 2017. Cũng vào năm này, xuất hiện các báo cáo về việc cảnh sát Trung Quốc thu thập mẫu DNA của người Duy Ngô Nhĩ để giám sát hàng loạt. Luật sư Samuel Pickford của Vương quốc Anh viết trong một bài đăng trên kênh Human Rights Peer vào ngày 5 tháng 1. Giống như các bài báo đã rút lại khác về cùng chủ đề, nghiên cứu trên không chứng minh được rằng các tác giả tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức quốc tế theo tuyên bố Helsinki, trong đó yêu cầu các bác sĩ bảo vệ tính mạng, sức khỏe, quyền dinh tư và nhân phẩm của đối tượng. Ông Pickford viết, mục đích của nghiên cứu y học là mang lại lợi ích cho con người, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu các bác sĩ tôn trọng quyền lợi của đối tượng. Nghiên cứu đầu tiên thu hút sự chú ý của Yves Moriel, một chuyên gia về tin sinh học tại Đại học KU Leuven của Bỉ, ông Moriu nhận thấy khối lượng dữ liệu tuyệt đối và sự tham gia của các đồng tác giả từ các tổ chức thực thi pháp luật Trung Quốc trong nghiên cứu là đặc biệt có vấn đề. Sau đó vào tháng 6 năm 2020, ông đã yêu cầu các biên tập viên của tạp chí rút lại bài báo không thể chối cãi, khiến nhà xuất bản của tạp chí Springer Nature phải tiến hành một cuộc điều tra. Nghiên cứu cuối cùng đã bị gỡ xuống vào tháng 12 năm 2021. Sự kiện này khiến các tác giả Trung Quốc và Đức bất đồng. Một số đồng ý rút lại, trong khi những người khác phản đối. Đây không phải là lần đầu tiên một bài báo khoa học gặp phải trở ngại do việc sử dụng các mẫu DNA không có sự đồng thuận. Vào tháng 8 năm 2021 và tháng 9 năm 2021, hai nghiên cứu y tế của các nhà nghiên cứu Trung Quốc liên quan đến việc thu thập các biến thể DNA trong cộng đồng Âu Á đã được tạp chí quốc tế về y học pháp lý và di truyền con người lần lượt rút lại. Trong đó nêu lên những quan ngại về đạo đức và thủ tục đồng ý Kể từ năm 2019, ông Mario đã báo cáo hơn 80 bài báo nghiên cứu về Trung Quốc cho hầu hết các nhà xuất bản học thuật lớn để điều tra. Nhưng hầu hết thời gian, những nỗ lực của ông đều bị phớt lờ. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2021, ông nói với tờ South Channel Morning Post, thực sự khá xấu hổ khi không ai, đặc biệt là các tạp chí này, nghĩ ra điều này. Công nghệ giám sát nguy hiểm trên thế giới, không chỉ ở Trung Quốc nhưng tôi tập trung vào Trung Quốc vì đây là nơi tôi ngay lập tức nhận thấy những vấn đề lớn nhất. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền riêng tư cũng đã lưu ý rằng, cơ sở dữ liệu DNA có thể bị lạm dụng tiềm năng để giám sát chính phủ, bao gồm xác định họ hàng và quan hệ không phải cha con và nguy cơ sai sót của công lý. Sophia Richardson, giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền Trung Quốc, cho biết, việc thu thập DNA hàng loạt của cảnh sát Trung Quốc mà không có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hiệu quả hoặc một hệ thống tư pháp độc lập là một cơn bão hoàn hảo cho các lạm dụng. Trung Quốc đang chuyển hệ thống độc tài toàn trị của mình lên cấp độ di truyền, cô nói. Nhưng trong khi việc lạm dụng các mẫu DNA không được đồng ý trong các tài liệu nghiên cứu chỉ mới xuất hiện gần đây thì các lỗi đạo đức khác lại không được đề cập đến, chẳng hạn như sự thiếu minh bạch trong báo cáo về những người hiến tặng của Trung Quốc, ông Pickford nói. Theo một nghiên cứu năm 2019 được xuất bản bởi British Medical Journal từ năm 2000 đến năm 2017, 99% tương đương với 435 ấn phẩm. Các ấn phẩm liên quan đến cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc không chứng minh được rằng người hiến tạng đã đồng ý hay không. Trong khi 92,5% tương đương 412 ấn phẩm không làm rõ liệu nội tạng được lấy từ các tử tù hay từ nguồn nào đó khác. Theo NTD đưa tin trước đây, thời báo new york times cho biết chính phủ trung quốc có kế hoạch nghiên cứu công nghệ phác họa sinh lý dna mặc dù nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu nó chỉ có thể được sử dụng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm người hoặc loại bỏ một số nghi phạm nhưng có những lo ngại rằng các nhà chức trách đang sử dụng công nghệ này như một công cụ mới để đàn áp mạnh mẽ người duy ngô nhĩ và cuối cùng có thể sử dụng công nghệ này để tăng cơ sở dữ liệu cho hệ thống giám sát và nhận diện khuôn mặt của họ cải thiện khả năng theo dõi những người bất đồng chính kiến và người biểu tình. Bài báo chỉ ra rằng, hiện tại các quan chức ở Tum Súc, khu tự trị Tân Cương, đã thu thập hàng trăm mẫu máu của người Duy Ngô Nhĩ với lý do kiểm tra sức khỏe bắt buộc và ít nhất hai nhà khoa học Trung Quốc đã tham gia vào việc này. Một trong số họ là Đường Côn, chuyên gia về đa dạng di truyền ở người. Từng phục vụ tại Viện Sinh học Máy tính Thượng Hải, người còn lại là Lưu Phàm, nhà nghiên cứu về di truyền học tại Viện Gen Bắc Kinh. Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc có liên quan đến Bộ Công an. Tạp chí học thuật uy tín quốc tế Nature tháng 4 vừa rồi đã đăng bài gen di truyền học, công bố một báo cáo nghiên cứu của hai nhà nghiên cứu trên về ảnh hưởng đối với hình dạng khuôn mặt của người châu Âu và châu Á. Ngoài ra họ cũng có bài được xuất bản vào năm 2018 tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, công bố trên tạp chí Di chuyển ở Bắc Kinh, báo cáo nghiên cứu liên quan tới khuôn mặt người Duy Ngô Nhĩ. Tuy nhiên, cả tạp chí và đường côn đều tuyên bố các mẫu gen được sử dụng cho nghiên cứu này là không rõ nguồn gốc. Theo báo cáo, cảnh sát chính quyền Trung Quốc đã cản trở các phóng viên của New York Times thực hiện các cuộc phỏng vấn và điều tra tại phòng thí nghiệm tum xúc của Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Tư pháp và thậm chí chặn họ tại sân bay để thẩm vấn. Các phóng viên sau đó bị chính phủ phái người tới theo dõi và cuối cùng bị buộc phải xóa tất cả các ảnh và video ghi hình. Thưa quý vị, Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Safe một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.